Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tóc, lông. Tóc chắc khỏe thường thấy ở những người ăn phần lớn thức ăn thảo mộc như rau củ, hạt cốc, trong khi tóc mềm trũ phần nhiều ở những người dùng nhiều thực phẩm gốc động vật như là thịt, sữa, trứng. Người ăn uống quân bình thường có tóc suông đuột, còn những người ăn uống quá âm hoặc quá dương thường có tóc xoăn quăn. Tóc khô hoặc ẩm là do dùng nước quá ít hoặc quá nhiều. Tóc nhờn là do ăn quá nhiều thực phẩm gốc động vật, nhất là những sản phẩm từ sữa và đường. Tóc chắc khỏe là do ăn hạt cốc và rau củ đúng tỷ lệ quân bình. Tóc giòn dễ gãy cho thấy sức khỏe yếu kém, có thể tuyến giáp trạng đã bị rối loạn. Trong trường hợp này, nếu vạch da đầu tìm thấy những vết chấm, dằn hoặc là những cái bớt to bằng hạt đậu nành nhưng không đau, không ngứa, thì có chừng bị bệnh trụng tóc do vết chấm dằn thường gọi là bệnh trọc đầu. Tóc cũng cho thấy tình hình mao tràng ruột. Giữa hai bộ phận này có mối liên hệ về sinh lý. Mặc dù mao tràng ruột dầm trong chất lỏng, còn tóc thì phơi ra không khí. Tóc chắc khỏe thì mao tràng ruột cũng khỏe, tóc eo uột thì mao tràng ruột cũng yếu. Tóc mỗi người có khoảng 100.000 sợi, mỗi sợi tồn tại khoảng từ 3 đến 4 năm. Bình thường, các sợi tóc không phát triển đồng đều, mà có khoảng 90% số tóc sinh trưởng và 10% còn lại thì rụng. Mỗi ngày có khoảng 60 sợi rụng tự nhiên, nhưng số tóc rụng và số tóc sinh trưởng luôn giữ mức cân đối, nên không thấy có hiện tượng rụng tóc rõ rệt. Nếu số tóc rụng nhiều hơn số tóc sinh trưởng, sẽ sinh ra tình trạng thưa tóc hoặc là hói đầu. Đầu hói cho thấy cơ quan nội tạng bị suy yếu, có thể biết tình hình của những cơ quan liên hệ với đầu khi nhìn nơi tóc rụng thưa hoặc là hói. Thí dụ, một người yếu thận do dùng nhiều thực phẩm thịnh âm, tóc sẽ rụng, hói ở phần trán, vẫn có thể làm tóc mọc lại nếu điều chỉnh ăn uống cho quân bình. Đôi khi, người bị rụng tóc trong thời gian đầu theo thực dưỡng, nhưng đây chỉ là tóc xấu, tóc tốt sẽ mọc lên sau. Trẻ con dương hơn người lớn, thường sinh ra với tóc màu hơi nhạt, dần dần sẽ sẫm hơn, tức là dương hơn khi chúng lớn lên. Trẻ Á Đông thường chào đời với mái tóc màu nâu, sau đó trở thành màu đen, rồi dày già, giai đoạn cuối đời tóc biến ra màu trắng bạc. Nếu tuổi thanh niên đã bạc tóc thì xem chừng có thể bị bệnh lao, bệnh ở dạ dày, da ruột hoặc là xơ cứng động mạch. Nhiều người bạc đầu sớm điều chỉnh ăn uống theo phương pháp thực dưỡng một thời gian thấy tóc dần dần đen lại. Nhưng ở người ăn theo lối thường, tóc tự dưng trở nên đen nhánh kỳ lạ thì nên xem lại sức khỏe, có thể đã phát sinh bệnh ung thư. Tóc có màu đỏ hoặc chẻ ngọn cho thấy hệ sinh dục suy yếu. Riêng về trâu cũng cho thấy nhiều điều. Nếu phụ nữ có râu mép, chứng tỏ hoạt động của các cơ quan sinh dục mất quân bình, có thể rối loạn kinh nguyệt. Trái lại, râu mép mọc dày ở đàn ông cho thấy hệ sinh dục khỏe mạnh. Nhưng ở má cầm, nếu râu mọc chậm trịch thì đó là dấu hiệu đã dùng quá nhiều chất đạm. Xét về lông, chính yếu có hai loại. Một là lông măng có màu sáng, ánh bạc và mảnh. Hai là lông thường có màu sẫm hơn và thô hơn. Trẻ con thường có nhiều lông măng. Nếu như người lớn mọc đầy lông măng là do dùng quá nhiều sữa và các sản phẩm sữa. Những lông măng như thế không mọc bừa bãi mà nằm dọc theo các kinh mạch cũng như là theo các đường nối mô và cơ bắp. Lông thường không chỉ mọc trên mặt mà có thể xuất hiện ở phần thân. Nơi nào có lông thì cơ quan bên trong thường yếu kém, ngoại trừ ở nách và hạ bộ. Thí dụ như lông mọc ở ngực cho thấy cuống phổi và hô hấp suy yếu. Mọc ở bụng thì ruột và tiêu hóa yếu. Mọc ở bả vai thì phổi và hô hấp yếu. Mọc ở giữa lưng thì thận và bài tiết yếu. Mọc ở eo lưng thì ruột và tiêu hóa yếu. Có thể xem đây là chất đạm và chất béo hoặc chất đường dư thừa trong các cơ quan chảy ra ngoài. Thân thể mọc đầy lông thường là do ăn quá nhiều chất đạm, dùng trực tiếp thực phẩm giàu đạm hoặc là dùng gián tiếp những thực phẩm biến ra chất đạm. Tuy nhiên, dù giảm bớt lượng đạm tiêu thụ, kiêng ăn thực phẩm gốc động vật, nếu vẫn ăn uống quá độ thì lông vẫn cứ nhiều.
Sau khi nghe xong, nếu yêu thích và có điều kiện, quý vị hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Ha ha ha, 问什么的说